ngày 25 tháng 1 năm 2024, tức là ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão, tại chùa Minh Đạo, đường Kỳ Đồng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn, đã đến khánh chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân vừa được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hội nghị thường niên kỳ 3 khóa 9 Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Huệ Thông thành kính dâng lên lời khánh chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là niềm vui chung của Phật giáo cả nước, riêng Phật giáo tỉnh Bình Dương vô cùng hoan hỷ trước nhân duyên thù thắng này. Nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Đức Hòa thượng thân tâm thường an lạc, thọ mạng được miên trường để làm bóng đại thọ cho tăng ni tín đồ Phật tử nương theo tu học và phụng sự chúng sanh. Nhân đây, Hòa thượng đã trình bạch về những Phật sự trọng tâm của Phật giáo tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm 2023 cùng với công tác từ thiện an sinh xã hội đạt hơn 40 tỷ đồng cùng nhiều Phật sự khác. Đạo tự huấn thị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân ghi nhận và tán thán những thành tựu mà Phật giáo tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm qua. Đức Hòa thượng hy vọng Chư Tôn Đức, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương tinh tấn tu tập, đóng góp sức lực để phát triển giáo hội, cố gắng phát huy vai trò nhiệm vụ mà Trung ương Giáo hội tin tưởng giao phó, theo phương châm Đạo Pháp Dân tộc Chủ nghĩa Xã hội mà Hiến chương của Giáo hội đã đề ra. Cũng trong buổi khánh chúc sáng nay, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Đồng Tháp cùng khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân trong niềm hoan hỷ vô biên.